Hello, xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Tối ngày hôm nay thì em lại tiếp tục livestream cũng như là chia sẻ tới các bác, báo giá cho các bác tất cả những dòng xe mà tại cửa hàng đợt này em về quá nhiều luôn, chật kín bãi luôn. Các bác thích mẫu xe nào hay dòng xe gì thì các bác cứ bình luận lại cho em nhá, em sẽ báo giá và chia sẻ cho các bác. Hay muốn tư vấn bất cứ điều gì về xe cũ thì cứ để lại bình luận cho em. Đấy, mấy ngày hôm nay thì về xe về, ngày hôm qua em mua 4-5 con luôn, chật kín bãi đây. Xịt soát 50 đầu xe cho các bác chọn luôn. Đặc biệt là Vios, Ascent và i10. Ngày hôm qua là em mua được 3 con Vios, 4 con Vios. Đây là xe chưa về hết đấy. Hôm qua em mua Vios 18, Vios 220 và Vios 2013. Mua cả i10 và ASEAN 2019 và 2020 nữa. Vios 2020 màu đen thì em đi dọn rồi. Vios 2018 màu trắng thì em đi dọn rồi. Đấy. Xin chào anh Tống Thắng nhá, xin chào bác Phan Hải, xin chào bác Long Phan, anh Trần Bình, bác Lê Thanh Tùng. Các bác theo dõi livestream mình nhớ chia sẻ cho em, mỗi bác để lại cho em một chấm bình luận. Đây, đấy, đi mỏi chân chưa hết cửa hàng xe. Quá nhiều luôn, xin chào anh Bộ Toro nhá. Đấy, ASEAN này, ASEAN 18, 19 số sàn này. Vios 10, 13, cả dàn luôn. Dao động khuôn từ 200 cho đến loanh quanh khuôn khoảng 250. 240 mấy triệu. Đấy, Ascender thì vẫn đang để đi công vụ đây. Đấy, ASEAN này. Xin chào anh Nguyễn Văn Thành này, bác Hoa Vũ này, anh Triệu Trường nhá. Đấy, các bác thích mẫu xe nào thì các bác cứ comment lại cho em, hay muốn mua xe tầm nào tiền thì cứ bình luận lại để em quay chi tiết và em báo giá cho. Đấy, xe thì quá nhiều luôn đây, từ những con Vios 16 này cũng đều mới về hết này. Đây, sản xuất năm 2016, số sàn, với tầm nguồn tiền mà loanh quanh 300 quay về. Xin chào anh Nguyễn Hải Đăng nhá. Đây, Vios 19, Vios 2020, rồi là Morning đỏ tự động. Con Morning này thì em mua được 1-2 hôm rồi, nhưng con xe này vừa hôm nay em vừa khám mất mấy triệu xe này đấy, bởi vì là nó hết khám từ tháng 2. Thì bác chủ cũ bác đi, bác để gia hạn. Nói chung là các bác cứ để gia hạn là về em đều phải khám mới hết. Đấy, bởi vì nó con xe nó sẽ gia hạn được 6 tháng, nhưng mà cái tiền gia hạn đấy thì sau này các bác đi khám nó vẫn truy thu lại. Thực tế ra thì nó cũng là xe hết đăng kiểm rồi. Đấy, thế nên là em đều khám mới hết. Để các bác về là các bác sẽ sẵn sử dụng luôn. Quá nhiều xe để lựa chọn luôn, chặt kín bãi. Đây còn phải dồn, nếu mà xe về hết thì không có chỗ để. Bởi vì em còn mấy con đi dọn nữa, còn ASEAN đen sản xuất năm 2020 mới mua đang dọn. Và Vios 2018 màu trắng đang sơn. Xin chào bác Ma Hợi nha, em thấy chấm bình luận của bác Ma Hợi rồi. Xin chào bác Đặng Văn Tuấn này. Đấy, các bác thích mẫu xe nào hay dòng xe gì, các bác cứ bình luận lại cho em để em quay chi tiết và em báo giá cho đây. Con Vios 13 này hôm qua cũng vừa mua này. Đấy. Con này thì giờ cũng kiểm tra đây, phải ghi đây, kiểm tra xi nhan gương này, kiểm tra đèn này, lên xuống kính này, màn hình cam lùi, lồng dè, mép mí, chân côn, xem là có nặng không, rồi ốp đèn pha, đèn hậu này. Đấy, một con xe về mà nó đẹp như này rồi vẫn còn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gạch đầu dòng nữa kìa. Đó. Xin chào bác Hay Vi nhá, lâu lắm rồi thấy bác Hay Vi xem livestream. Xin chào chị Bùi Thị Thủy, xin chào bác Mạnh Truyền. Đây không thấy dẫn khách xuống nhà em. Đấy, ASEAN này thì em mới dọn xong đây, con này 28 bản tiêu chuẩn đây, đầu đài CD vừa tháo để đây lắp màn hình rồi. Đấy, con này em độ màn hình vào rồi. Con này cũng bác chủ cũ cũng để gia hạn đăng kiểm đây, con này em vừa khám hết loanh quanh gần 3 triệu. Với lại màn hình 5 triệu đã hết được 8 triệu rồi, chưa tính hồ sơ, chưa tính dọn dẹp, con này dọn gần 20 triệu con xe này luôn. Đấy. Xin chào bác Điền Thái Nguyên nhá, xin chào bác Trần Thanh Ngọ này.
Các bạn theo dõi livestream nhớ chia sẻ cho em thích mẫu xe nào hay dòng xe gì hay muốn tư vấn xe tầm nào tiền thì cứ bình luận lại để em chia sẻ cũng như là giới thiệu cho các bác đúng cái tầm nguồn tiền để các bác tham khảo. Morning E10 thì quá nhiều luôn, đặc biệt là Vios. Đợt này về nhiều Vios lắm. Đấy, E10 thì cả dàn luôn. Xin chào bác Tiến Đạt này. Đấy, E10 27 form mới, sedan mới dọn xong này. Kia Rio này cũng dọn xong rồi này. Đấy, Kia Rio sản xuất năm 2017. Siêu nhập số sàn hơn 200 triệu. Rồi cho đến những con Vios lẻ 10, 13. Đây, trên này quá nhiều xe luôn. Xin chào bác, lâu không thấy phát trực tiếp, hôm nay mới thấy tiếp. Nhưng anh không theo dõi, nhà em không thấy chứ. Nhà em live stream đủ vào thứ 3, thứ 6, chủ nhật 8 giờ mà. Nhớ ấn theo dõi thì mới thấy được. Có mặng lâu lâu không thấy anh dẫn khách xuống xem xe. Đấy. Xin chào bác Nguyễn Hoạt nhá, xin chào bác Văn Nghiệp. Các bác thích mẫu xe nào hay dòng xe gì thì cứ bình luận lại cho em để em quay chi tiết và em báo giá cho. E10 tự động dưới 300. E10 tự động thì đợt này em đang hết rồi, có mỗi Morning đỏ tự động là dưới 300 đấy. Có Morning đỏ tự động mới về dưới 300 này. Em mà ví dụ như mà chị em phụ nữ chạy cái loại màu đỏ này hợp lý. Mà xe đẹp, bản đủ SI nhé. Đèn bi giải led ban ngày, bi pha bi gầm, la răng phay. Khám khí thì hôm nay em vừa mới khám xong. Đấy. Vừa khám mấy triệu ở đây rồi. Độ thất zin theo xe. Bản này nó cũng nhiều option, nó sẽ có màn hình zin theo xe, điều hòa tự động, tích hợp vô lăng. Hoàng Hưng có 370. 370 là nhiều sự lựa chọn rồi. 370 là gần như mua được con xe nào trong bãi em gần như cũng đủ tiền mua rồi. Chưa có khách, ok anh. Nào có khách hãy xuống em nhá. Thấy lâu lâu không xuống rồi. Đấy, xe thì nhiều luôn. Đấy, dưới 300 thì lấy con Morning này là hợp lý này. Bây giờ em đang khám dài đến tháng 9 năm 2025 rồi. Đấy, vừa khám hôm nay xong. La răng phay, lốp dép đẹp, đèn đóm sáng. Máy zin keo chỉ nguyên bản, máy zin từ mặt dàn cò luôn, nội thất zin. À, xe nó đẹp như này cơ mà. SI nhá, Morning SI nó là bản đủ nhất. Anh cho em hỏi nếu rút hồ sơ về rồi thì chậm nhất bao nhiêu ngày phải đăng ký của anh? Thì trong vòng một tháng. Nói chung là nhiều người người ta còn mong hồ sơ về để bấm biển, anh có rồi thì phải bấm đi chứ. Bấm đi mà có biển rồi là có đăng kiểm để chạy chứ. Nói chung là trong vòng một tháng anh ạ. Ví dụ như bận hay là chờ đầu biển thì giờ này thì khó để chờ lắm, bởi vì giờ định danh biển đôi khi là nó xoay vòng chứ nó không tiến đều như ngày xưa nữa. Mà biển số đẹp thì không có nữa đâu. Chỉ có gọi là biển đọc thuận số là đẹp lắm rồi, bởi vì là những con số biển đẹp đều được định danh hết rồi. Và đều được được đấu giá hết. Hôm nào mang E10 đổi lấy xe phân khối lớn hơn nhé. Ok anh. Anh xuống em bất cứ lúc nào, kể cả lửa đêm. Em đổi cho, thích con nào xuống em đổi cho. Ưu tiên luôn những khách hàng mà hay giới thiệu cho cửa hàng. Nói chung là một tháng quay vòng anh ạ, quay đầu anh ạ. Công chứng mua bán nó chỉ được một tháng thôi. Tầm 15-20 hôm là được. Nhưng nói chung là quan trọng nhất là vẫn phải quen và phải là có dịch vụ. Chứ không quen mà đôi khi là có những huyện làm cực kỳ khó khăn luôn, đòi hỏi rất nhiều. Và các bác tự đi làm, các bác là không phải là người đi rút hồ sơ lên, các bác đi làm nó sẽ rất là vất. Đấy, thứ nhất là nó bắt trình xe, thứ hai là giấy nguồn gốc xe rồi thứ ba là bản ca rồi trình xe nhiều lắm. Rồi khai dịch vụ công này còn mất mạng nhá, anh đừng tính sát quá. Bởi vì là đôi khi là không phải là lúc nào các bác ra các bác cũng là bấm được biển ngay đâu.
Bởi vì đôi khi đến lượt, có khi các bác đi trước bấm được trước mình, đến lượt mình lại lỗi mạng, khai dịch vụ công lại không khai được, lại phải về chờ hôm sau. Ok anh nhá. Xin chào bác Đinh Thám. Xin chào bác Diện Trần. Xin chào bác Lâm Thu nhá. Các bác thích mẫu nào thì các bác cứ bình luận lại cho em để em quay chi tiết và em báo giá cho. Xe thì quá nhiều luôn, chật kín bãi. Đây, có bác mua i10 nhà em từ năm ngoái rồi. Bây giờ vẫn đánh ra đây để xem kiểm tra nhạc nhẽo hay vừa thay cho bóng xi nhan. Đấy, riêng xe nhà em thì các bác cứ mua gần gần cho em, cứ chọn cửa hàng nào càng to càng tốt, càng nhiều xe càng tốt. Thì chế độ bảo hành cũng như là ví dụ xe nó có trục trặc gì các bác đánh đến là sẽ có bảo hành và sẽ có xử lý nhiệt tình. Đấy, hôm qua em vừa, đêm hôm qua là đi mua được chiếc i10 này đây. Con i10 sản xuất năm 2016 nhập khẩu. Sedan bản tiêu chuẩn nhưng lên full đồ rồi. Đấy, tầm tiền mà loanh quanh 200 lẻ. Các bác mua về vừa chạy gia đình mà muốn vừa muốn chạy cả dịch vụ thì chạy dòng xe này nhá. Đấy, lốp Michelin cả dàn. Rồi tem thông số nhiên liệu vẫn còn zin từ nhà sản xuất. Đấy, máy 1.2. Xe đẹp căng đấy. Con này vỏ mỏng keng luôn đấy. Tất cả những cái đường vân sắc nét luôn. Đèn đóm đỏ chót lên la răng đúc rồi. Đấy, hôm trước vừa bán một con 2016 về Tuyên Quang xong. Thì là hôm qua em lại vừa mua được chiếc 2016 này nữa. Thực tế ra là xuống để mua i10 2015 màu trắng rồi. Nhưng mà xuống đến nơi thì phát hiện ra xe khoan đục, taxi dịch vụ nên không mua. Đấy, thì vòng về mới mua được chiếc xe i10 này. Chứ không đáng ra nếu mà hôm qua con i10 2015 màu trắng mà không khoan đục là em mua rồi. Xuống là kiểm tra thấy khoan đục là không mua nữa. Con Vios màu bạc để bao nhiêu? Vios màu bạc con đời cao này, xuống em đổi con này này. Con này 29 nhưng mà giá thành giờ thời điểm này nó hợp lý lắm. 29 nhưng loanh quanh chỉ có 3 đồng rưỡi thôi. Đấy, bao rút hồ sơ rồi, chính chủ tư nhân. Đây, con này bây giờ em bán cho các bác em phải bao khám, con này khám hết mấy triệu bởi vì nó hết khám từ tận từ tháng 11 năm 2023 mà hồ sơ rút rồi. Đấy, con này trước bác chủ cũ cũng để đi gia hạn đây. Đó mà rút hồ sơ rồi nên không khám lại được. Đấy, con này 3 đồng rưỡi. Mà 29 phiên bản 7 bóng khí, bản E 1.5, xe đẹp. Máy số keo chỉ zin. Lên màn hình, lên cam hành trình rồi, trần nỉ nguyên bản. Đấy, xe đây. Đấy, có 3 đồng rưỡi nhá, xin chào anh Hoàng Trọng nhá. Các bác theo dõi livestream mình nhớ chia sẻ cho em nhá. Thích mẫu xe nào thì cứ bình luận lại. Có Vios dưới 300 không ạ? Vios dưới 300 thì có, nhưng mà tự động thì không có đâu, chỉ có số sàn thôi. Số sàn thì có 13, 14 là dưới 300, 16 thì cũng tầm khuôn khuôn khoảng 300 quay về thôi. Đấy. Đây, từ những con 14 thì thời điểm này nó cũng chỉ có 27. Em vẫn mê con Vios số tự động CVT đời 18. CVT đời 18, 18 nó có 2 form mà. 18 nó có 2 form. Có form cũ, form mới, và 18 này nó có CVT rồi. CVT thời điểm này nó chỉ 350. Thì là có 19. Xin chào bác Nhung Hồng này, xin chào bác Mai Một Mí nha. Đây em đang có 18 bản G. Con này là con bản G. Bản G này thì nó full hơn. Bản G thì nó lên được tích hợp vô lăng. Đấy, lên ở đèn bi theo xe. Con này cũng được lắp màn hình mới rồi, màn hình Android rồi. Đấy, ghế da xịn theo xe rồi, keo chỉ rồi, trần nỉ này. Tổng thành vô lăng nó đẹp này cơ mà. Đấy. Quá nhiều xe luôn. Đây, đây anh em vẫn còn đang lắp sim này. Xe chạy từ năm ngoái đến giờ, con i10 này. Đấy, i10 2016. Xe này vẫn đẹp, con này chắc về cũng đi ít. Con này của em anh mua từ tháng mấy nhỉ? Tháng 12. Tháng 12 à? Thế từ năm ngoái à? Mấy vạn à? Chắc chưa đi được vạn, chắc đi ít. Anh thấy xe anh em về phải sửa gì không? Không. Đây đây, đang sửa đây.
tải nhạc thường sửa đấy, xe quá ngon luôn. Em loanh quanh thì đi làm thì... nhưng mà lại đánh ra đổi khác nhá, lên đời chứ. Ba giờ anh có thai, ba giờ anh lên đời anh ra đổi yếu thì đổi yếu nhằm mà ít nhằm anh ra đi về đổi chính yếu. Anh thấy thấy như em bán bảo hành thấy được không? Uy tín đấy. Uy tín đấy. Đây đây là bác mà hay xem Facebook bác Mai bảo anh này. Mua con i10 sản xuất năm 2016 này của em. Mua từ tháng 12 năm ngoái. Vậy đi chắc loanh quanh được 1 vạn rồi. Mà vậy chưa phải sửa gì. Mày đang trêu anh là đánh ra sửa thì là đang ra để tải nhạc. Đấy, tải sim. Nắp sim mới. Xe quá đẹp luôn đấy, từ những con i10 mà loanh quanh tầm 200 triệu này nhà em vẫn bảo hành cho các bác hàng 1 năm về máy số luôn. Chứ đừng bao giờ suy nghĩ đến những con Vios mà hay là những con mẫu dòng xe khác nó cao tiền như này nhá. Đến thời điểm hiện tại cả những con xe Morning số tự động từ 150 trở lên em vẫn bảo hành cho các bác. Đấy, tất cả xe nhà em bán ra thì các bác yên tâm một điều rằng là em sẽ bảo hành 1 năm về máy số. Đấy. Riêng mà phát hiện đâm đụng nặng hay là thủy kích ngập nước sẽ được quay đầu xe và hoàn trả tiền. Đấy, các bác cứ mua ở những cửa hàng to, cửa hàng lớn cho em. Thì khi mà có trục trặc, thứ nhất là được bảo hành. Thứ hai là các bác sẽ được đổi xe khác hoặc là hoàn trả lại. Xin chào bác Dương Thị Vân Anh nhá. Xin chào bác Hiếu Công này. Con Forte bán giá thế nào đấy, sáng ngô? Con Forte này của em đẹp lắm anh ạ. Con này của em sản xuất năm 2010. Con này là 1.6 số sàn. Về mức độ tiêu hao nhiên liệu thì chiếc xe này ăn cũng rất là ít. Nó sẽ loanh quanh khuôn khoảng 7 lít quay về thôi. Và gầm bệ khung sườn thì cực ngon luôn, gốc Thái Nguyên từ mới. Tức là con xe này nó là gốc Thái Nguyên từ đầu, chưa sang tỉnh khác. Đấy, và ghế nỉ vẫn zin theo xe, tốt toàn bộ từ tabli đấy vẫn nỉ hết. Ô lăng củ số màn hình đẹp, con này để cho các bác là giá qua livestream nhá. Giá tốt nhất là 200 triệu, bao rút hồ sơ cho anh luôn. Đấy, khám dài, full đồ chơi từ màn hình, rồi từ cam hành trình. Ở tổng thành xe thì lốp dép hiện tại đang đẹp. La răng không một vết xước và chỉ sẵn đóng thuế ra tên là chạy từ cái xi nhan gương luôn. Đấy. Đấy. Con xe này hợp lý này, nếu để tầm nguồn tiền 200 nhé, các bác tìm một con sedan, thứ nhất là rộng rãi, thứ hai là gầm thoáng, rồi toàn bộ tổng thành xe chạy tốt, chạy khỏe, chạy bốc, thì đây là sự lựa chọn hợp lý đấy anh ạ. Con nào số tự động em không em? Số tự động mà Forte này thì từ 13 quay về này ít xe đẹp lắm. Nói chung là lâu lâu rồi em không mua được con nào số tự động đẹp anh ạ. Mà tầm tiền, thực tế ra tầm tiền Forte giờ nó cũng không rẻ đâu. Nó vẫn là loanh quanh gần 300 triệu, quay về 250 đổ lên đấy. Xin chào bác Dương Đình Duy nhá. Màu trắng ma hợi. Vâng ạ, nếu mà CVT màu trắng thì để em ngó một hai hôm có con nào thì em báo anh, đợt này em có màu trắng có 17, 18, hôm nay vừa mua, hôm qua vừa mua thì nó là số sàn. Đấy, con này 17 này. Đấy, con này vẫn đang để quạt ở dưới xưởng cơ sở 2 chuẩn bị lắp vật chất này vào là hoạt động thôi. Đang hoàn thành nốt điện. Đấy, số sàn. Thực tế ra đây bản CVT giá thành nó cũng chỉ chênh so với số sàn này khoảng 30. Cũng lâu lâu rồi không mua được con CVT nào. Đa số là bản G, em toàn mua bản G thôi. Bản G đợt này 14, 15, 18. Đây 18 mới về đây này. 18 này thì giá thành thời điểm này nó cũng hợp lý thôi, chưa đến 400. Là sản xuất 2018 bản G. Bản G thì nó sẽ trang bị ghế da theo xe. Đấy, còn bản hộp số CVT thì nó nguyên bản như là xe số sàn, nó chỉ khác mỗi số tự động thôi. Còn option thì EC số sàn. Đấy, còn lên bản G này thì nó lên được ghế da theo xe này. Lên được đèn bi này, lên được điều hòa tự động này, lên được tích hợp vô lăng này. Đấy. Đấy, ghế da theo xe nó đẹp như này, con này cũng đẹp. Keo chỉ zin. Rồi là nguồn gốc rõ ràng, pháp lý ổn định, riêng phạt nguội là nhà em không làm. Đấy. Sợ nhất xe phạt nguội thời điểm này xử lý cực kỳ khó khăn mà mất rất nhiều tiền. Con te số tự động mà 2011 thời điểm này nó cũng cao tiền đấy anh ạ, nó khoảng 300 quay. Nói chung là Forte 11, 12 bây giờ thời điểm này nó vẫn đang nằm ở khuôn khoảng trên, nếu mà mua cái tầm Forte nó phải trên 250 triệu và tầm 300 quay đầu.
Nếu mà lên bản Cerato số lùn cửa nóc, các loại số gãy vô lăng ấy, thậm chí nó còn hơn tiền. Xin chào bác Lê Dần nhá, xin chào bác Nguyên Đinh. Đấy, đây, bác mua i10 Mai Bảo Anh vừa ra bảo là xe cháy một bên xi nhan rồi. Với lại tải thêm cho ít nhạc, hoặc là lắp cho cái sim 1 năm vào để nghe nhạc đấy. Đấy, riêng xe mua nhà em thì kể cả từ những cái vấn đề nhỏ nhất anh đến cửa hàng em thì em đều hỗ trợ các bác hết. Các bác thích mẫu nào thì các bác cứ bình luận lại cho em nhá. Đây là một con G18 này. Anh về nhá. Đấy, trong này thì Cerato này, Cerato 18 số sàn này, hơn 300 triệu. Vios 2015 bản G với khuôn tiền tầm 350. Rồi đến con Vios 2013 màu vàng cát với tầm tiền mà hơn 200 triệu. Đợt này Vios 13 em đang có mấy con, hôm qua vừa mua con màu vàng. Thì hiện tại đang còn hai chiếc màu vàng, một chiếc vàng cát, giá nó sẽ dao động từ 240 đến 248 triệu. Để cho các bác là ba hồ sơ, la răng thâm, đèn thâm. Nếu mà Vios form này thì vỏ cực kỳ dày dặn. Đấy. Và toàn bộ là xe máy zin, keo chỉ nguyên bản hết đấy. Không có taxi dịch vụ, vô lăng cực đẹp luôn. Vô lăng nó vẫn còn sần nguyên như này. Cerato có không anh? Mai một mí. Không biết là bác Mai một mí nó hỏi Cerato số sàn hay tự động nhỉ? Cerato thì con tự động hôm qua em vừa bán rồi, bấm biển về đại từ rồi. Thời điểm hiện tại thì đang còn Cerato số sàn màu trắng đây, 2017 này. Như con này của em 2017 thì tầm tiền bây giờ nó giá nó hợp lý. Nói chung Cerato này phân khúc cao hơn Vios nhưng mà giá nó không nhỉnh hơn nhiều. Đấy, loanh quanh như con xe này thời điểm hiện tại chỉ khoảng 350 để cho các bác thôi. Mà 2017 đấy, 1.6 về mức độ tiêu hao nhiên liệu thì nó cũng chỉ nằm ở mức trung bình, thuộc dạng tiết kiệm. Nó chỉ loanh quanh khuôn khoảng 6 đến 7 lít quay về. Đấy, con này là màu trắng và rất nhiều option nhé. Form dáng hình thức thì lại cực kỳ đẹp. Có cruise control ga tự động này. Rồi là 6 số. Đấy, vô lăng tích hợp, màn hình zin theo xe, gương kính chỉnh điện, gương cụp điện, nội thất zin nguyên bản. Con này màu trắng, còn đây một con màu đen nữa. Con màu đen này thì nó lên form nội thất hai màu, rồi lên sạc không dây và lên la răng phay. Đấy. Đây con 18 này, có hai Cerato đấy. Ba con thì bán con tự động rồi. Tự động em bán về đại từ rồi, bấm biển rồi. Mà bấm biển cực đẹp luôn. 6835 61. Đang ép biển, mai mới giao biển. Đấy, còn Cerato 2018 đây, con này lên nội thất hai màu này, lên sạc không dây này. Đấy, trang bị cruise control tích hợp vô lăng, ga tự động, lên màn Android, lên cam hành trình, trần nỉ zin bọc ni lông, toàn bộ keo chỉ nguyên bản, con xe này chạy cực kỳ ngon luôn đối với các loại Cerato này. Xin chào bác đại gia tiền lẻ nhá. Số tự động em hết rồi, hôm qua vừa bán con màu đen về trên đại từ rồi. Đợt này số tự động thì chỉ còn Accenture này, City này, Vios này, Morning này. Đấy. Nhưng City này cũng thuộc số tự động và giá thành cũng hợp lý này. Nhưng con City này thời điểm hiện tại nó chỉ có loanh quanh gọi là nhô 300 thôi. Để cho bác như con xe này là 325 triệu bao gồm cả phí rút hồ sơ rồi. Đấy, sẽ có lọc lá và sẽ thương lượng thêm một chút. Đấy, Vios thì nhiều, Vios thì có 14, 15. 14 thì tầm khuôn tiền khoảng 340. Đây, như con 14 này. Đấy, 14 này. 14 tự động. Màu vàng cát. Con này để cho các bác 340 triệu bao rút hồ sơ luôn. Đấy. Vios 16 đợt này mấy con màu đen nhá. Đấy, Vios 14 số sàn đây, form mới màu vàng cát đây. Đấy, như con này của em là vàng cát. Con này thì cũng hơn 200. Đây, con này của em 24 này. Đấy, bác nào mua về vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ thì đây, form dáng hình thức đẹp. Đấy, 24 này. Ghế da này, trần nỉ này, màn Android. Em chào anh, em đang ở bộ đội, chào, cuối năm về xuống anh tìm hiểu một con. Ok anh, khi nào mà lấy xe thì alo cho em hoặc đến cửa hàng. Xe thì lúc nào cũng nhiều. Nói chung là cửa hàng xe thì nó nằm ở khuôn giá quốc dân thôi. Nó sẽ dao động từ 450 quay về
là tầm khuôn 300 là nhiều nhất. Chủ động là gần như một lửa quầy nó sẽ khuôn khuôn tiền khoảng 300 mà 450 đầu xe nhé. Xe nhà em thì như các bác ấy thấy rằng là từ những cái comment trên livestream này, hoặc là xem những cái livestream của em thì hay là theo dõi kênh, các bác biết là có những ngày em bán 3-4 xe. Và chế độ bảo hành nhà em thì là có trên văn bản giấy tờ, và đa số là toàn bộ khách hàng lái mới hết, gần như không có kinh nghiệm. Đấy là xe đều được lắp đủ hết màn hình cam lùi, rồi là bảo hành từ thay thế từ những, như bác vừa ra đây, thay thế từ những cái hỗ trợ, thay thế từ những cái xi nhan gương đấy, hay là từ những cái đèn bóng xi nhan cháy, là hoặc là từ những cái tải nhạc, hay là các bác mua sim về dùng sim 1 năm hết hạn. Đấy, ra đây này em vẫn hỗ trợ lắp cũng như là kiểm tra. Đấy, cái phần nào mà ví dụ như bóng đèn thì vài chục thì là cái đấy hoàn toàn miễn phí hết. Xin chào anh Toàn Hoàng Tử nhá. Xin chào bác Trương Văn Thủy. Xin chào bác Tuân Trè Tuân Lương. Đấy, xin chào bác Giao Hà. Các bác thích mẫu xe nào thì cứ bình luận lại cho em. Đây, cái dàn phía sau này của em là đa số là những mẫu xe thấp tiền và những con xe mới về đang dọn đây. Đấy, từ những con i10 này. Đấy, từ những con i10 sản xuất năm 2015, sedan 2 đầu nhập khẩu. Đấy, từ những con như này thì khuôn khuôn tiền thời điểm hiện tại nó cũng chưa đến 200 triệu, trăm mấy thôi. Còn ở ngoài hôm qua em vừa mua 2016 thì khuôn khuôn tiền khoảng 205 triệu. Đấy. Cho đến từ những con Morning tự động, con này đang là con xe rẻ nhất quầy đây. Đấy, con này thì con này nó thuộc hàng hiếm, con này tâm thấy đẹp và nó thuộc hàng xuất sắc, hàng thuốc chuột em mới mua mới làm đây. Đấy, không thực tế ra thì chỉ có xe 200 đổ lên thôi. Đây có hai con rẻ này. Đấy, con này là 165. Sản xuất năm 2015. Đấy, nhập khẩu i10 đấy. Bác nào mà tài chính có khuôn thấp tiền, chỉ có hơn 100 triệu, muốn mua một con về vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ, vừa hỗ trợ công việc thì đây nhá. Đấy, từ những con ốc tài này vẫn zin hết này. Từ ốc cabo vẫn zin này. Keo chỉ zin cả xe luôn. Đấy, máy số nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Khám khí thì đến tháng 5 năm 2025. Và nội thất thì cực kỳ đẹp. Con này cũng lên được nhiều đồ rồi. Con này thì lên được màn Android, lên được cả cam hành trình rồi, trần nỉ, nội thất ghế da đẹp, xe gọn. Về sẵn đóng thuế ra tên là chạy. Cái loại này giờ thời điểm này đóng thuế cũng có mấy triệu rồi này. Đấy, xe đẹp lắm đấy. 160 mấy triệu mà chạy cực ngon luôn, đèn đóm sáng như này cơ mà. Đây, những cái mẫu Morning 2016 này thì cũng chưa đến 200 triệu này. Kia để ngoài cửa quay lại đi bạn. Tiến Dũng, ok anh đây. Con ngoài cửa đấy là con Cerato. Cerato thì đang còn 2 số sàn. Một con 18 màu đen và một con màu trắng 27. Đấy. Con này 18 này. Đây con ngoài cửa con 17 đây. Đấy, quay cho anh con 17 này nhé. Đấy, tầm tiền nó cũng chỉ loanh quanh nhỉnh hơn Vios độ chục hai chục thôi. Và phân khúc nó cao hơn. Form dáng hình thức trẻ trung hơn và nó đẹp hơn. Đấy. Nó bằng phân khúc với Atit ấy. Trang bị đèn bi này. Giải led ban ngày bản 0.6 nhá. Bản này bản chạy ít xăng đấy. Con này chạy nó cũng chỉ có 7 lít quay đầu thôi. Xin chào anh Nguyễn Đình Tuấn này. Xin chào anh Tuấn Hưng. Đây bác Tiến Dũng nhá. Đấy, nội thất vàng kem. Gương kính chỉnh điện, gương cụp điện. Vô lăng cực đẹp luôn. Đây, vô lăng nó đẹp này cơ mà. Đấy, từ những cái nút bấm này. Và từ những cái phím còi này. Cruise control ga tự động này, đầy đủ hết. Loại này lên cao tốc là cài cruise control là kể cả các bạn ngồi xổm lên ghế vẫn đi được luôn. Bởi vì nó sẽ giữ nguyên tốc độ. Đấy. Rồi 6 số trần nỉ, con này cũng vừa khám này, con này khám đến 2000 tháng 7 năm 2026 này. Con này vẫn đang khám 2 năm. 2017 vẫn đang là khám 2 năm nhá. Tâm đi ra nó đẹp như này cơ mà. Đấy. Ok bạn, vâng anh. Tập tiền 350 đấy. 355 triệu để cho các bác 350.
bao hồ sơ. Đấy, những cái nút lên xuống kính nó đẹp như này mà nó chưa mờ này. Đấy, chưa trượt tràn. Nó đẹp lắm, xe nó đẹp. Đây. Đấy, cửa gió điều hòa sau. Trần nỉ. Đấy. Form dáng thì miễn bàn luôn, riêng Kia Cerato. Các bác thích mẫu nào các bác cứ bình luận lại cho em, hoặc là muốn mua xe tầm nào tiền cứ bình luận lại. Thì em sẽ quay đúng cái tầm tiền để các bác tham khảo luôn. Đây. Mấy con tự động này. Đấy, hai con tự động, một con 15, một con 18 này. 2018 giá cao nhiều hơn không bạn? 2018 này thì hơn 20 anh ạ. Con này 373, để cho các bác 370. Đây, con 18 màu đen, nói chung bác hợp màu nào thì lấy. Con này cuối 18, con này lên được nội thất hai màu. Đấy, nội thất nó sẽ pha thêm màu nâu, cũng như là con này lên được sạc không dây. Đấy, có hỗ trợ sạc không dây này. Rồi vô lăng cruise control vẫn thế. Con này lên được màn Android, lên được cam hành trình. Đấy. La răng phay. Đấy, con này lên được la răng phay này. Đấy, lên được la răng phay luôn. Đây, tổng thành xe này. Loại Cerato này các bác đừng bao giờ nghĩ là nó tiêu hao nhiên liệu nhiều nhá. Em chạy con bản số tự động 2 chấm hôm qua em vừa bán. chạy có 8 lít quay về thôi. Nó trung bình dao động từ 7 đến 8 lít. Còn cái loại số sàn hay là số tự động chấm 6 này thì nó chỉ dao động từ 6 đến 7 lít thôi. Đấy. Vẫn trả góp được không ạ? 27 em làm được trả góp anh ạ. Từ 27 trở lên em hỗ trợ để trả góp. Có 180 triệu là lấy xe về. Không lợ xấu là được. Vâng ạ, ví dụ như anh muốn để tiền anh làm việc khác thì nếu mà còn thiếu khoảng độ 40-50 triệu thì không cần phải làm trả góp. Còn ví dụ như thiếu khoảng hơn 100 thì là các bác có thể làm trả góp lại khoảng 200. Bởi vì là ví dụ làm thế thì thời hạn nó sẽ được dài, mỗi tháng em sẽ tính cho các bác trung bình như em nhà em làm là tính cho khách hàng khuôn khoảng 4-5 triệu một tháng cả gốc cả lãi. Thì là nó mềm, nó nằm trong khuôn, nó dễ chịu. Các bác có thể đóng trong vòng một năm, các bác có thể trả hết thì nó chỉ phạt lên quanh cũng khoảng 3-4 triệu, hợp lý. Nói chung là chỉ mất được vài triệu, chục triệu quay về. Xin chào bác Phạm Quỳnh nhá. Thiếu tầm 70 triệu. 70 triệu mà ví dụ như là bác mỗi tháng bác có thể đóng cho em độ 10-20 triệu có thể lấy để hỗ trợ các bác. Đấy. Các bác có thể giả cho em 300 lấy xe về. Còn khuôn ví dụ như còn khoảng 70 triệu các bác đóng cho em trong khuôn khoảng 2-3 tháng, các bác giả hết cho em mà mỗi tháng bác phải đóng cho em 20 triệu thì là đỡ phải lãi. Em không lấy lãi luôn. Xin chào bác Trần Minh Tuấn nhá. Đấy, các bác thích mẫu nào thì các bác cứ bình luận lại cho em. Em quay chi tiết và em báo giá đây, con Zio này thì cũng mới dọn xong này. Đấy. Máy zin nét luôn. Toàn bộ tổng thành xe này. Zio này là đời cuối cùng xe nhập 2017 này. Zio này cũng thuộc phân khúc hạng B, nó cùng phân khúc với lại Accent với Vios. Dòng này nó nhập khẩu. Dòng này cũng tiết kiệm nhiên liệu và option nhiều này. Có tích hợp vô lăng, con này cũng lên được màn hình rất là lớn rồi. Đấy. Máy zin keo chỉ nguyên bản. Màu trắng form dáng chức đẹp, mà cái đặc biệt là cái dòng Zio này giá thành nó hợp lý. Đấy, 27 nhưng giá có 200 để cho bác 280 triệu thôi. Bao hồ sơ. Xin chào anh Mạnh nhá. Đấy, con i10 2017 đây, i10 2017 sedan. Con này là 17 sedan này. Con này thì khuôn tiền cũng 240 mấy triệu. Để cho các bác 245 triệu. 248 để cho 245 triệu bao hồ sơ. 2017 form mới bản đủ nhá, 1.2. Đây anh, i10 2017 đấy. Màn hình to tướng luôn. Tắp lô đẹp này mà. Cam hành trình đủ hết, vô lăng đẹp, tích hợp nút đề nổ start top này. Mới kính quang luôn.
bao da cần số của số này, nội thất này, keo chỉ cột kèo bản lề này. Đấy, đây nhá. Sản xuất năm 2017. Số sàn bản đồ 1.2, đề nổ start top cả miến lùi, tích hợp vô lăng. Rồi là ABS. Hai trăm màu trắng đổ về thì không con nào 200 đổ màu trắng đổ về anh ạ. Màu bạc thì có thôi. Qua đúng ra là mua được con i10 215 sedan màu trắng đấy. Nhưng mà xuống đến nơi thì xe khoan đục. Thế là không mua, bỏ về luôn. Về thì lại mua được con màu bạc 216. Bởi vì riêng nhà em mà xe khoan đục taxi dịch vụ thì em không làm nhé. Vì là xe khoan đục nó khoan rất nhiều lỗ luôn, nó khoan hết toàn bộ táp ly rồi cột kèo. Đấy, trên nóc có cả màu khoan hết cả táp lô luôn, loại đấy nhà em không làm. Bởi vì là xe đấy là xe hạng, xe dịch vụ, loại đấy là ngoằng đổi màu. Nên là nhà em không làm. Các bác có xe đẹp các bác bán cho em, các bác phải tả chuẩn cho em. Và đặc biệt là nhà em mua là nhà em thích giá cao, cứ giá cao xe đẹp là em mua. Chứ giá rẻ quá là có vấn đề nó mới rẻ thôi. Vio 208 là 9 không? Có lẻ 10 anh ạ. Có lẻ 10, đây con lẻ 10 đây này. Lẻ 10 thì nó lên form la răng tăm vô lăng méo rồi. Lẻ 8, lẻ 9 thì nó vẫn form cũ la răng bản to. Nên lẻ 10 đẹp hơn. Không biết là anh mua tầm nào tiền. Nên lẻ 10 này thì nó cũng chỉ tầm khuôn khuôn 200, 200 lẻ để cho các bác thôi. Lẻ 10. Này con 13. Có mấy con phong cũ đấy. Đây con lẻ 10 dưới này phải đây. Đây con lẻ 10 đây. Đấy, con này con lẻ 10 này. Nhìn cái đèn nhìn từ xa đã biết là xe đẹp rồi. Đấy, lẻ 10 đây. Này 13 mới mua hôm qua này. Đấy lẻ 10, 200 lẻ khám thì vừa mới khám xong. Đấy, tháng 8 năm 2025 khám một năm nữa. Mà xe đẹp lắm. Ghế da nó như này cơ mà. Máy chưa hạ máy zin luôn. Đấy, con này cũng lên màn Android, lên cam hành trình rồi. Cam lùi đầy đủ rồi, trần nỉ bọc ni lông. Con đi 10 hôm qua em xem khoan đục em bỏ hết. Bởi vì nó khoan hết từ tắp lô này. Khoan hết trên này rồi khoan cột này, khoan đây. Thực tế ra người ta cũng bả matit người ta sơn hết đi rồi. Nhưng mà không thể qua được mắt anh em em tuyển xe được. Thế nên là riêng xe nhà em yên tâm luôn là cái loại khoan đục taxi dịch vụ nhà em không làm đâu nhá. Đây là 10 đây. Đấy. Từ xi nhan gương luôn đẹp như này. Đấy. Bác thiện chí em để cho 205 triệu bao hồ sơ cho các bác. Dầu mỡ thay mới. Về chỉ sẵn đóng thuế ra tên là chạy loại này đóng thuế thì 3 triệu. Đây là 13 hôm qua mua đây các bác nhìn em gạch đầu dòng này. Từ những cái xi nhan gương kiểm tra này. Rồi là kiểm tra đèn này, lên xuống kính này, màn hình cam lùi này. Lồng dè này, rồi là ốp đèn pha hậu này, đấy. Một xe nó, các bác nhìn nó gọn như này, các bác nghĩ là sẵn như này là cứ thế là ấy đâu nhà em nhiều lắm. Nói chung mấy cái gạch đầu dòng này mất mấy triệu. Sơn xi, dọn gầm máy, nội thất. Đây anh, ba chân gơ này em vẫn đang để đi mà. Con này em vẫn đang chạy đây. Đấy. Còn duy nhất con này có biển. Để cho các bác 185 triệu. Đấy. Tư nhân một chủ từ đầu. Bản đủ đấy, không phải là bản thiếu đâu nhá. Vì Challenger nó có hai bản số sàn đấy. Mà thiếu nó không có đèn gầm, nó không có xi nhan gương đâu. Bản thiếu nó có cái xi nhan sườn ở đây này. Đấy. Con này bản đủ đấy. Bản tự động nó cũng có bản thường cái bản GLS đấy. Đây, nó cũng có mấy bản át chân gơ này, con này của em chạy suốt ít xăng lắm con loại này. Phải nói thật sự nó chạy xăng bằng đúng SH luôn. Các bác thích mẫu nào thì cứ bình luận lại cho em, con át sen này em dọn xong rồi này. 18 số sàn.
Con này biển 20, gốc 20 Thái Nguyên, một chủ từ đầu. Đây, vừa mới lắp màn hình đầu đài CD vẫn vứt ở sau ghế cho các bác mang về. Ví dụ các bác mua về, các bác có về lắp xe tải, thích lắp xe tải lắp. Đấy. Đây, màn hình OLED Pro vừa mới lắp xong, chưa cả xé ni lông. Đấy, mới cứng luôn. Tam ly nỉ hết này, nội thất đèn. Vâng anh, 185 triệu bao hồ sơ anh ạ. Đây, con xe này em để cho anh 185 rút hồ sơ cho con này khám dài rồi. Đèn đóm em lên hết bóng sáng rồi. Rồi là màn hình, rồi là nói chung là loa đài là đầy đủ hết sẵn đi. Bởi vì xe này em để đi, đang để đi công vụ, đang để đi đường dài, đi mua xe đêm mà. Nên là em lên nhiều phụ kiện và option lắm. Em qua mua được cả Vios 220 này. Đấy, Vios 220 300, để cho các bác 382 triệu bao hồ sơ, màu vàng cát. Đèn 20 vẽ này, ốp đèn pha này, màn hình cam lùi này, thay gạt mưa này, rồi là kiểm tra tất cả các bóng đèn này, thay đấy, gạt mưa rồi dán vè mưa mới này. Nói chung nhiều lắm nhà em, là những cái đồ lặt vặt của xe này là sẵn hết này. Về là ví dụ những cái vè mưa này mà nó lứt vỡ là thay mới. Đấy, rồi từ những cái gạt mưa này mà thấy kém là cũng thay mới cho khách luôn. Đấy. Nếu mà để các bác thực tế ra như vậy, anh em bọn em mua ở cửa hàng, mua số lượng lớn này, mua nhập xỉ thì nó cũng rẻ thôi. Nhưng các bác mà thay ngoài, riêng cái đôi gạt mưa đã mấy trăm nghìn rồi. Nhưng vè mưa lại mấy trăm nghìn nữa, vào mất tiền triệu rồi. Anh em là cũng lắp đủ hết. Xin chào anh Đỗ Thành Trung, xin chào bác Vi Mậu, chiều mai em xuống xem thì nhé. Ok anh, anh cứ xuống xem xe đi. Thì em lọc lá cho chút xíu. Xe em vẫn đang để đi mà, xe mọc đấy em đã dọn đâu. Những con nào mà em để đi em chưa dọn đâu, bởi vì là dọn xong đi nó cũng lại bẩn hết thì. Sơn còn chưa cả làm. Giống con Attenger chưa, em để đi 27 em bán Bắc Cạn. Đây em để chạy suốt, loại Attenger này nó ít xăng. Với lại là nó chạy ổn định. Đấy, trên này thì còn nhiều. Từ những con Vios 14 tự động đây. Đấy, do đến hơn 300 triệu. i10 2019 1.2 bản đủ số sàn. Rồi Vios 14 màu vàng. À, màu vàng cát. Hơn 200 triệu để cho các bác, như con này em để cho 270. Đấy, Vios 16 màu đen thì đang có 2 chiếc, khuôn khuôn khoảng 300 đến 300 triệu. Nói chung 300 quay đầu để cho các bác. Một trong hai con Vios 26 màu đen. Đấy, City này thì giá cũng hợp lý đây. Đấy, 14 số tự động, xe Nhật, siêu bền, đồ đạc thay thế phụ tùng loại này cũng rẻ, ít hơn 300. Đấy, Attenger tự động đây. Attenger tự động sản xuất năm 2018. Con này đời cao. Số tự động 2. Đấy. Attenger này phải nói là thực sự ra nó về mức độ tiêu hao nhiên liệu nó ít hơn cả i10. Mà xe Nhật chạy tốt, bền. Khuôn tiền 300 đấy. Và 2018, bây giờ tầm liền này 2018, i10, 2018 tầm này nó còn hơn 300. Đấy, đây là Vios G25 đang có mấy con. Thì khuôn tiền từ 350, 306 cho đến 390, 395 triệu là 15, 18. Đấy, 18 tự động bản G này thì cũng chưa đến 400. Vô lăng đẹp, dã man luôn. Đây. Vô lăng nó vẫn sần nguyên như này. Và vô lăng da nhé. Ghế da theo xe. Quá nhiều sự lựa chọn luôn cho các bác. Về các bác vừa chạy gia đình, vừa chạy dịch vụ, vừa chạy công việc là ổn với những cái dòng xe quốc dân như thế này. Chế độ bảo hành và cam kết thì là trên văn bản giấy tờ cho các bác. Đây, từ những con trên này em vẫn còn cả Vios 13 đây. Mấy con 13, khuôn hơn 200 triệu.
Vio này bền lắm, nếu mà để cái form này vỏ nó cực kỳ dày luôn. Đóng cửa không khác gì đóng tủ lạnh. Đây, toàn bộ táp ly nó nỉ hết này. La răng thâm, đèn thâm. Xin chào anh Hà Văn Thuận nhá. Đấy, i10 thì 18 đây. À 17 đấy, 17 form mới 1.2. Con này lên form này vẫn đang, nếu mà để đánh giá nhá, i10 form này đang đẹp hơn cả cái form mới thời điểm hiện tại bây giờ đấy. Nhiều khách vẫn thích cái form này hơn. Đây, nó đẹp như này mà cột kèo bản lề vô lăng đen chuỗi luôn. Rồi là nút đà này, mới cứng. Đấy, củ số đây, rồi màn hình cam hành trình, táp ly. Đấy, lên xuống kính, gương kính chỉnh điện, ngực cụp điện ABS, phanh đĩa, rồi là la răng đúc đủ hết. Đây, tem xanh mức độ tiêu hao nhiên liệu từ nhà sản xuất. Xin chào bác Vũ Minh Đông và anh Lường Hải nhá. Đấy. Các bác thích mẫu nào các bác cứ bình luận lại cho em. Đấy, con xe thì chặt kín bãi như này, lúc nào cũng duy trì chặt kín luôn. Mà đấy là em còn mấy con đang đi dọn đấy, Vios 2018 màu trắng qua vừa về. Hôm nay cho xuống xưởng dọn. Accent 220 màu đen cũng đang ở dưới xưởng luôn. Đấy, đang dọn ở dưới xưởng. Accent màu đen. Sản xuất năm 2020 số sàn bạt đủ. Đấy, hơn 300 triệu. Đấy, con 18 bản tiêu chuẩn này thì giá thành hợp lý thì 300 lẻ này. Qua livestream mình để cho các bác 308 triệu, bao hồ sơ, màn hình Android vừa lắp 5 triệu xong, vừa khám xong. Đấy. Khám đến 2026. Form giá anh thức đẹp, vừa về chạy gia đình vừa chạy dịch vụ xe hoa cưới hỏi được luôn, tầm tiền 300 triệu, hơn 300 triệu. Đây, con Vios 16 này em cũng mới dọn xong đấy. Con này em cũng vừa mới dọn xong luôn. Mai mới cho đi dọn gầm nội thất, vừa mới dọn sơn xong. Vô lăng này. Màn hình rồi là trần nỉ, ghế da đẹp. Máy zin đét từ mặt dàn cò luôn. Cho các bác xem máy con Vios này. Đây, đấy, con máy bẩn lắm. Đây, máy zin từ mặt dàn cò nhé. Đấy, máy zin từ mặt dàn cò. Rồi ốc ác keo chỉ là zin hết. Đây, khung xương giằng đầu này, zin nét luôn. Đấy, em đang tháo cái tấm nhựa chắn ở trên này ra để tháo biển này. Đấy, vẫn đang để trong xe ấy. Khung xương giằng đầu zin hết này. Đấy. Xin chào anh Tống Đức nhá. Đây, một đôi Vios 010 và 13. Đấy, những con i10 15 này. Bác nào mà thích bản đủ hatchback 215 số sàn thì đây, nhập khẩu. Đấy, khuôn khuôn tầm tiền 200 lẻ đấy. Màn hình Android vừa lắp xong. Rồi tổng thành xe này, máy zin. Đấy, hồ sơ cầm tay khám dài. Lốp mới. Đấy, nhỏ gọn. Zin đét cả xe luôn. Morning này, morning đỏ này. Hai con morning đỏ nhá. Con này là số sàn, con này là số tự động. Con này 16 và con này là 15. Con này thì dưới 200 triệu. Còn con này thì trên 200. Con này la răng đẹp đấy mà. Đấy, la răng phay. La răng zin đấy, la răng hoa luôn. Đây. Đấy, nội thất zin nguyên bản theo xe, số tự động màu đỏ nhé. Con này thì tầm tiền nó chỉ hơn 200 thôi. Số tự động máy 1.2, chạy khỏe, nội thất zin. Rồi con này option nó cũng nhiều, từ màn hình rồi từ tích hợp vô lăng nó cũng có hết. Hôm nay em cũng vừa mới đăng kiểm dài xong. Tháng 9 năm 2025 luôn. Đấy, con này thì 165 triệu đây. 165 triệu. Ni 10. Đấy, hơn 100 triệu mà. Xe nó đẹp như này. Bảo hành 1 năm về máy số. Gầm bệ, khung sườn, lốp dép đẹp cả dàn. Sẵn đi luôn.
Đấy, Kia Rio này thì hôm nay em vừa mới quay video em đăng lên cho các bác rồi đấy. Kia Rio sản xuất năm 2017, xe nhập số sàn à số sàn nhập khẩu 1.4. Cùng phân khúc với đá sen với Vios đấy, nhưng mà giá thành nó dòng này nó hợp lý hơn. Chưa đến 300 triệu. Để cho 280 triệu. Sản xuất năm 2017. Phân khúc B là chạy đầm nhất. Nói chung là 1.9-1.10 đấy anh ạ. Cái quan trọng là chạy bốc và chạy thoát thôi. Đấy. Ví dụ như như City này, Vios này, Asen này thì dòng City với dòng Rio này nó sẽ chạy, nó sẽ thoát xe hơn một chút, gọi là nó bốc hơn đấy. Chứ còn để về độ đầm thì là nếu mà để đầm thì ví dụ chạy mà nó đầm mà cảm giác như nó chắc xe thì Vios với Asen. Còn ví dụ chạy bốc chạy thoát thì City và Rio, nói chung là nó 1.9-1.10. Cái quan trọng nhất là các bác thích cái form nào. Đấy, các bác thích cái form dáng nào. Đây City này, con này 14 này, City 14 tự động, con này Vios 14 tự động. Đấy. Với lại ở cái tầm tài chính nào nữa, ví dụ như City này thì nó lại thấp tiền hơn, mua mới thì nó bằng tiền nhau, nhưng mà về độ giữ giá thì Vios nó giữ giá hơn, nên thì hiện tại Vios nó vẫn đang hơn 20 triệu mà cùng đời. Đấy. Mà cùng đều là xe Nhật, về kể cả về mức độ bền thì nó cũng vẫn là 1.9-1.10. Đấy. Quan trọng là các bác thích, quan trọng nhất là các bác thích cái form dáng nào. Đợt này xe về có những nhiều con xe nhé, em đi mua em bảo là các bác là hết khám rồi, nhưng các bác bảo là còn lâu bởi vì nó còn 6 tháng gia hạn đó, nhưng mà các bác đấy là các bác chưa hiểu cái gia hạn. Cái gia hạn đấy là sau này ví dụ các bác đi khám đều truy thu lại hết. Ví dụ như con nào mà khám 2 năm mà các bác lợi khoảng 6 tháng gia hạn nữa là nó sẽ loanh quanh khoảng 4 triệu. Đấy, nó, chi phí nó sẽ nhiều. Nên những con xe nào mà về ví dụ như là bây giờ đang tháng 9 mà khám nó loanh quanh khoảng tháng 11 là em đều khám mới hết. Khám mới và rút hồ sơ luôn. Đấy, ngoại trừ những con nào mà bác chủ, bác ấy giữ biển, bác muốn lấy biển để sang xe khác, bác ấy rút hồ sơ rồi. Không khám được nữa thì phải chịu thôi. Nhưng mà khi bán là em vẫn bao khám cho các bác, bớt tiền khám cho các bác. Nhưng còn riêng xe em mua về còn biển là em đều khám mới hết. Sau đó thì em mới tháo biển và em rút hồ sơ. Đấy. Rất nhiều xe này các bác để gia hạn nhé. Để gia hạn. Vì những con xe nó gia hạn được gia hạn 6 tháng mà. Thì ví dụ như đời cao khoảng 17, 18 mà các bác gia hạn 6 tháng. Thì khi các bác đi khám là chắc chắn một điều nó sẽ khoảng 4 triệu, hơn 4 triệu. Tại vì khám 2 năm. Đấy, xong lại còn tiền truy thu lại nữa. Xin chào anh Trương Tú Hữu nhá. Các bác thích mẫu xe nào hay dòng xe gì thì cứ bình luận lại cho em. Em quay chi tiết và em sẽ báo giá cho. Nhà em thì live stream vào tối thứ 3, thứ 6 và tối chủ nhật hàng tuần vào 8 giờ tối. Đấy, ngày hôm qua là em mua được rất nhiều xe luôn. Ngày hôm qua là mua được Vios 2013 này. Vios 2018 màu trắng này. Vios 2020 màu vàng cát này. Và có cả Asen màu đen số tự động 2020 và chiếc... I10 này hôm qua em mua là 5-6 xe đấy. Đấy. Một lúc là chật kín bãi luôn. Mấy con em đang cho đi dọn rồi. Đấy, như con I10 này hôm qua em vừa mua này. Loanh quanh thời điểm này mà hai đầu rộng rãi, cúp dép rộng, vừa chạy gia đình vừa chạy dịch vụ, lấy I10 này, ít xăng, chạy tốt, bền, xe nhập. Giá thành rẻ, loanh quanh khuôn của 205 triệu để cho các bác vừa tháo biển rút sơ xong. Đấy. Đặc biệt là Vios nhà em thì quá nhiều luôn. Các bác thích mẫu xe nào hay là muốn tư vấn bất cứ điều gì, các bác cứ gọi điện cho em nhé. Hai số điện thoại chính là 0975 772 555 hoặc 0977 004 888. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn các bác ở những buổi live stream tiếp theo nhé.